Năm 2020, tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống của người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện tốt việc đảm bảo đời sống cho người lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố đã có nhiều giải pháp chăm lo về cả vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là với đối tượng công nhân tại các khu công nghiệp. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp về tài chính, chính sách, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho công nhân cũng được các cấp công đoàn triển khai. Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức đợt khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn hàng ngàn đoàn viên, người lao động làm việc tại các đơn vị trong khu công nghiệp. Chị khám thì chị vô chị hai đau đầu đó, chị tới chị khám thì bác sĩ cũng cho đơn thuốc cho chị, rồi chị tới đây chị nhận thuốc. Các cơ quan, các cấp, các ngành thì cũng chu đốn cho toàn thể công nhân ở đây, chị thấy cũng rất là vui. Em thì bị ổng thì dài mà hiện đây cũng không được, còn tư vấn nhưng bác sĩ nãy cũng nói là mình cũng điều trị đa thì rất bác sĩ cũng nhiệt tình. Từ hiệu quả mô hình thí điểm lắp đặt wifi miễn phí khu nhà trọ tại hai điểm tập trung đông công nhân lao động trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, vừa qua Liên đoàn Lao động thành phố và Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng tiếp tục nhân rộng mô hình này tại 13 điểm tập trung đông công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu và Sơn Trà. Từ khi wifi được lắp đặt và phủ sóng miễn phí tại khu nhà trọ, công nhân lao động tạm trú tại đây đều cảm nhận được sự tiện ích mà mô hình này mang lại. Em sử dụng thì em thấy chất lượng wifi là khá tốt ạ. Cho chúng em tiết kiệm được một số chi phí nhỏ để lo cho cuộc sống của chính mình. Em xin chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành của thành phố đã quan tâm và chăm lo đến cho cuộc sống của công nhân khu nhà trọ như chúng em. Tết Tân Sửu 2021 đã sắp đến. Để giúp người lao động có điều kiện đón một cái Tết cổ truyền sum vầy ấm áp, khép lại một năm nhiều khó khăn biến động, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chăm lo thiết thực, tổ chức phiên chợ Tết công nhân, gian hàng không đồng, chương trình bánh chưng xanh, chương trình chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên người lao động về quê đón Tết.